Bởi vì cái thông qua cái chương trình này thì mình đúng là mình xưa giờ cũng rất là tự hào đã biết tham gia đến trường và mù đi phải mình không bị chết, rất là tự tin tự hào. Tuy nhiên là trong sâu thẳm trong tâm hồn thì mình tự biết mình là ai và mình không thấy là cái đấy là cái đúng. Trong cái buổi học này mình đã nhận ra được một cái giá trị rất là lớn về có những cái điều nó đơn giản dễ hiểu nhưng mà tại sao nhiều lúc mình không hiểu. Thế thì cái giá trị của cái ngày hôm nay nó đối với mình quá lớn. Nếu như mà nó đến với mình năm 2006 thì chắc bây giờ mình cũng không có không đến đây rồi. Không đây rồi. Mình chắc cũng đang đi đi mua bốc phép. Bây giờ thì thương tin thế nhưng mà nó vẫn cũng không muộn. Và cũng hy vọng rằng là ngày hôm nay đứng đây cùng với mọi người là những người đầu tiên quá may mắn để gặp được anh Tần, để nhận được những cái kiến thức này. Và hy vọng rằng là các cái buổi học offline sau khoảng 3 năm nữa chúng ta đến đây bằng limousine trực thăng đi từ trên tầng nhà xuống. Nhiều cùng với cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung học hỏi những kiến thức.